Mới đây, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức diễn đàn chiến lược dữ liệu cho phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo và thúc đẩy chuyển đổi số Ninh Bình. Các nhà quản lý, chuyên gia đã chia sẻ thông tin, truyền tải kinh nghiệm cũng như thảo luận ở các chuyên đề chiến lược dữ liệu cho phát triển ứng dụng AI, thúc đẩy chuyển đổi số Ninh Bình, các tiến bộ của công nghệ dữ liệu và công nghệ số trong phát triển kinh tế số. Diễn đàn cũng nhằm tìm ra các định hướng chiến lược giải pháp cho phát triển dữ liệu, ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của cả nước nói chung và ở tỉnh Ninh Bình nói riêng diễn ra mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Năm học 2024-2025, tỉnh Hà Giang vẫn thiếu hơn 1.900 giáo viên ở các cấp học. Đây là vấn đề làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giáo dục và đào tạo, trong khi ngành giáo dục đang thực hiện đổi mới căn bản toàn diện với nhiều môn học. Thiếu giáo viên tiếng Anh và tin học là thực trạng chung của nhiều cơ sở giáo dục vùng cao tại Hà Giang. Trước tình hình này, ngành giáo dục địa phương đã linh hoạt triển khai các biện pháp để khắc phục. Khi mà không có giáo viên ấy thì là chúng tôi không có ngày nghỉ và cũng không có một tí tiết trống nào luôn. Đưa học sinh từ điểm trường về trường chính thì một mặt là cũng để khắc phục cái tình trạng là thiếu giáo viên, xây dựng kế hoạch để sắp xếp một cách khoa học cái giờ dạy của giáo viên để có cái sự hỗ trợ giữa các đơn vị trường học ở trên cùng một địa bàn. Một số huyện như là huyện Mèo Vạc, huyện Bắc Mê và huyện Hoàng Su Phi thì cũng đã có cái sự đã tranh thủ được cái sự ủng hộ giúp đỡ của các tỉnh bạn như là tỉnh Lâm Đồng, như trường Marie Curie và của thành phố Hà Nội để hỗ trợ dạy trực tuyến kết hợp với trực tiếp. Bên cạnh ưu tiên tuyển dụng viên chức để giải quyết bài toán thiếu giáo viên, ngành giáo dục Hà Giang đang thực hiện một số giải pháp như tăng dồn các điểm trường, xóa lớp ghép, đặc biệt là giữ chân giáo viên ở vùng cao, vùng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, để bảo đảm yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới, thì Hà Giang cần có những đầu tư chiều sâu cho chất lượng nguồn nhân lực. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 2D, quốc lộ 32, quốc lộ 32C và quốc lộ 70B do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão gây ra tại tỉnh Phú Thọ. Các vị trí hư hỏng có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ thực hiện rà soát xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định của pháp luật. Khi kết thúc thi công, Cục Đường bộ Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai. Hà Nam là một trong các địa phương chịu thiệt hại lớn của bão số 3. Để hỗ trợ bà con nông dân khắc phục khó khăn, khôi phục sản xuất, chăn nuôi, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời. Theo tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nam, toàn tỉnh Hà Nam có hơn 1.000 khách hàng của các tổ chức tín dụng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 3, với tổng dư nợ thiệt hại hơn 253 tỷ đồng. Bây giờ cái nguồn thu nó rất khó khăn thì cũng mong là các ngân hàng có cái điều kiện, tạo cái điều kiện giãn nợ cho bà con. Thế để cho bà con có cái điều kiện sản xuất, khôi phục sản xuất lại và rồi sẽ trả về sau. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Hà Nam đã chủ động liên hệ với khách hàng đang có quan hệ vay vốn để rà soát tổng hợp xác minh thiệt hại của khách hàng sau cơn bão số 3, kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng và làm việc với lại các hội sở chính của các tổ chức tín dụng để có các cái cơ chế về cho vay mới đối với các cái hộ bị thiệt hại sau bão. Agribank chi nhánh tỉnh Hà Nam đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn nợ và đồng thời thực hiện cho vay mới theo nghị định 55 và theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước. Việc thực hiện chính sách hoãn, giãn nợ và giảm lãi suất là giải pháp rất quan trọng để giúp người dân doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống.